Rồi, đã chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Đại Vlog nha. Thì nói đầu tiên thì Đại xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Đại trong suốt thời gian qua ha. Mọi người nào có lướt qua gặp video, gặp kênh Đại thì nếu có yêu quý á thì nhớ đăng ký kênh ha, chia sẻ và cho Đại một like nha mọi người. Còn thấy dù mọi người không thích thì cứ lướt qua ha, xem như không có gì ha. Rồi, thì quay lại với video buổi chiều hôm nay thì Đại muốn giới thiệu đến mọi người một con bơm ha mọi người. Con này nó mới về tới hồi trưa nha, gửi chừng 5-6 ngày mới tới á. Thì mới vệ sinh luôn, bây giờ không có dầu để vệ sinh luôn mọi người, rửa nước không, không có rửa một miếng dầu nào hết nha, chỉ rửa nước thôi. Thì cái con này á là nó của thằng Mitsubishi nha mọi người, T100 nha, chụp bá luôn, rất là đẹp ha. Đó, cái con này nó là T170 ha, nồng nó 36 ly nha mọi người. Con này thì chạy cực khỏe rồi đó, ngoài nó lại thêm một cái khung nữa nè mọi người, đó khung đi theo của nó luôn nha, đó tuyệt vời luôn ha. Dây giật đây trắng tinh luôn nha mọi người, chưa đụng đĩa gì hết á, để nguyên như rửa luôn, rửa xương xương ngoài thôi á. Nè thì cái này để treo rồi được mọi người, cái này chắc nó bị sét á, cái này theo Đại nghĩ là tăng đưa ga vô được nè, hay là cái này nó bị cứng rồi, để chưa có coi nữa nè mọi người. Đó thì cái này chắc quay qua quay lại được, cái này để máng dây đồ nè, rất là tiện nha, đẩy đi đồ bánh xe chắc chắn luôn. Thì bây giờ để Đại quay ha, quay xong rồi Đại quay lại test nước nha mọi người. Cái chỗ này Đại mới làm nè mọi người, tại giờ dịch quá cũng không chả biết bao giờ mà nó hết nữa, nên bây giờ làm cái nền này đang làm ở nhà để mình chứa máy đây về nhà làm mọi người quay ha. Đó thì cái con này là nó xài bình xăng trên nè mọi người, nó xài cái bít tông nha, bình xăng bít tông ga nha. Đặc biệt cái nào mọi người coi nè, chế dập da băng luôn ha, tuyệt vời không, bình xăng con dập da băng luôn, này kỳ hình gì đó không biết nữa. Đó, bơm ở đây này, bốn cái cục thùng ở đây là để chống rung mọi người, này công tắc tích hợp đây ha, phá xăng mở xăng. Bình xăng là bình xăng zin ha, nó có cái lỗ thông hơi trên này mọi người, tại rửa chân xương đó mọi người, nó rửa không kỹ đó, chuyện mưa mọi người ơi, làm riết làm giọt. Bơm nó là cái bơm nó là của Cosin nha mọi người, đây ổng vô là 27 hay 34 rồi, lại quên tiêu rồi, chắc 27 á, 34 chứ không ta, đúng rồi 34 mọi người, ra 34 luôn đó. Thì cái thông số của nó là ở đây nha mọi người, nó cũng như mấy con bơm tên là 33 kia thôi mọi người. Thông số của nó là cái kia là cái gì, ít gì đó, 25 gì đó hay không, nhưng mà con này nó là ít M ha, 25 ít nha. Thì cái thông số của nó là ống nó là 25 mm nè mọi người. Đó. Lít nè, 120 lít trên 1 phút hay là sao đó. Rồi, cái đường nén của nó đi là được 40 m nha mọi người. Tua nó là mát luôn, nó là được 6.000 vòng ha. Không làm không lục nghề mọi người. Đây, mắc in da băng Cosin nha, uy tín luôn. Đó, máy còn rất đẹp nha mọi người. Bô thì nó xét, lại sơn lại ha. Nhưng mà máy là bao zin, nồng bạc, đẹp, hứa luôn uy tín. Nói chung là này khó mở nên không có mở, nào mở được là mở cho mọi người xem liền. Nói chung là Đại bán là vấn đề đó là Đại không có sợ, Đại không có ngại mà mở cho mọi người xem đâu mọi người. Có sao nó vậy à, cho dễ thuận mua vừa bán. Mình coi ha, bơm khỏe nha mọi người, con này bơm nó khỏe hơn con TL33 kia nữa đó, cái lương đâu, tại thích cái chỗ này nè mọi người, thích cái chỗ bình xăng đó nè, mọi thấy không, nó con ốc luôn, nghĩa là cái miếng này là cái miếng thép, nó mềm hơn mép thép mềm hay sao đó. Vô ở đây nó có cái tăng đưa đó mọi người, nghe thầy cái mấy cái kia mọi người đưa vô á, mọi người siết nó có thể nó sụp sịt ha, nó hơi lỏng, nó không được cứng ha, nhưng mà con này á dặn con ốc mà vô nè là nó nghịch xuống rất là cứng luôn, rồi kiến dặn tán con ốc mà lại cái là xong ha, rất là đã luôn á. Mọi người coi nè, mới chát luôn đó. T170 mắc in sa băng ha, còn dưới thì queo carbon gì đó, thì nó hay bên Nhật hay vậy mọi người, như coi nè, ốc tán bảy màu luôn. Đây là phần đế ở dưới nó nè,
Đó. Nó xài IC nha mọi người, không có chích lửa đâu nha, mọi người coi nè. Không có rửa dầu đâu mọi người, thông cảm nó không được sạch thun ha. Đó. Cái IC đó nè, IC tép nha mọi người. IC tép này thì bền nè. Không có hư thì ra mua cái IC 7 50.000 gì. Nó vô chạy tiếp vậy thôi, rất là dễ. Dễ thay, nó không có đụng đĩa gì trong chứ mọi người. Rồi thì bây giờ để Đại quay lại Đại test nước nha mọi người. Không còn cái đồ nói nhanh đó, anh kia ảnh năn nỉ quá trời rồi đưa luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ nó tàn canh nhìn nó khổ ơi là khổ. Đó. Mọi người thông cảm chịu khó một tí nha, quay hơi gung ha. Áo bọng này kia nè. Rồi bây giờ thì bơm nước ống nè mọi người. Một cái ống quyền thoại thôi. Dặn vô. Vô không nữa nè, chàng nó khó dặn, cái nấu nhanh thì dặn nó dễ mọi người. Đây. Ôi. Đừng nó không vô rồi này, không vô mắc cừ. Tại nghe đâu chạy mưa ồ ồ hay gì sao á. Làm đây mọi người, nó rửa máy đây nè. Nó mày ghế rửa máy đây luôn. Nó tiện. Nó sạch sẽ nè. Ở nhà có con nít nó cũng hay ấy. Để bơm nước nha. Khởi động thì dễ mà mọi người. Mọi người đợi chút nha. Đây. Thì đóng le, mở xăng rồi đóng le giật lên ga giật cái hai cái nổ thôi. Giờ mấy bít tông ga này thì nó ngon rồi, nhưng mà đợi ấy rồi ha. Tuy thì thầm không mọi người. Con bọng này tất cả gắt kính nha mọi người, nó kính nó mới được vậy nha. Nè mọi người coi nè, nước rút luôn không đó. Tới tay mọi người, cái này nó ném xa nó kia nhiều nha, không đủ nước mọi người ơi, đủ nước rồi. Mạnh quá, nó rút nó bị mớp ống không mọi người. Gì nó không có đủ nước rồi. Còn thiết kế lại mới được chứ cái này là test máy này là thua. Đó. Quay lại vào đây đi. Cho nó xịt xịt lại, nó xịt lại vô thùng ha. Đó. Kéo nhẹ lắm mà. Kéo con tôm ống rồi. Bơm lại vô cái thùng mọi người ơi. Bị bọt nước. Tay dễ nhồi mọi người, có tông ga mà nó có tông ga là cho nó không có ăn xăng không nha mọi người, này cái thế hệ mới á, cho nó không đủ nước rồi. Trời ơi, phải không?
nha mọi người, rộng lắm nha. Để hết đăng xăng nha. Đây nó có cái lỗ để cắm cái cây, cái sắt vô mọi người, tí ốc đây rồi để mình treo ống rồi mình này kia vô đây mọi người, mình cố định cái ống ra thì sao á, nó có cái lỗ rồi. Mọi này nó còn ốc ký rồi, hết nước rồi mọi người ơi. Thôi video cũng 10 phút rồi. Rồi thì thôi video giới thiệu của máy hôm nay thì đến đây là đã xin kết thúc ha. Rồi đã chào tất cả mọi người.